Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của KTV. Hôm nay kênh YouTube của KTV mình sẽ chia sẻ cho các bạn về chủ đề bảo trì nha các bạn. Rồi, trong một nhà máy sản xuất, ví dụ như một nhà máy sản xuất nước giải khát thì chúng ta phải có cái cách để mà chúng ta quản lý vật tư bảo trì, hay cái tên tiếng Anh nó gọi là spare part nha các bạn. Spare part ha. Thì quản lý spare part như thế nào và cái việc quản lý spare part nó có quan trọng hay không? Thì mình xin khẳng định với các anh chị, việc quản lý spare part là vấn đề sống còn của nhà máy. Đó, tại sao mình nói như vậy? Tại vì chúng ta phải quản lý tốt cái vật tư dự phòng, vật tư spare part. Đó thì chúng ta mới có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng nó phù hợp và nó đạt cái hiệu quả cao, giảm thời gian ngừng máy, duy trì sản xuất liên tục, đó rồi giảm các cái vấn đề về chất lượng sản phẩm, và giúp cho cái nhà máy nó chạy liên tục 24 trên 7. Ví dụ như các nhà máy sản xuất nước giải khát hay là các nhà máy sản xuất bia, các nhà máy sản xuất thực phẩm, các nhà máy sản xuất sữa thì một năm có 12 tháng thì nó chạy liên tục 24 trên 24 nha các bạn. Tất nhiên là nó sẽ có những cái ngày bảo trì, nhưng mà mong muốn của nhà máy đó là làm sao bảo trì ít nhất, chi phí bảo trì thấp nhất mà máy nó chạy lâu nhất, tức là máy nó sẽ chạy liên tục nhiều nhất mà chi phí bảo trì thấp nhất. Đó thì rồi thì chính vì vậy cái việc quản lý spare part phụ tùng tồn kho thì nó rất là quan trọng. Thì để mà quản lý được spare part thì chúng ta phải chia ra theo cái trước tiên là theo máy trước ha. Thì ví dụ mình có một cái file này, mình có một cái file này, thì một cái file này là một cái ví dụ về quản lý spare part trong một cái nhà máy sản xuất. Đó thì để quản lý được spare part, tức là các bạn có thể là, tức là cái file này nó là một ví dụ thôi nha các bạn có thể sử dụng cái cách tương tự để mà chúng ta áp dụng cho cái nhà máy khác. Ví dụ như ở đây mình làm spare part cho cái nhà máy nước giải khát, thì ví dụ các bạn có thể là các bạn đang làm cho nhà máy sản xuất mì ăn liền, ví dụ vậy, mình liền hảo hảo ví dụ vậy, thì các bạn có những cái máy khác thì chúng ta có thể áp dụng tương tự như vậy ha, nhưng mà cái cách làm thì nó tương đối giống nhau ha. Đó. Vì mỗi cái nhà máy thì nó có những cái máy nó sẽ hơi khác nhau một tí, nhưng mà về cái cách quản lý spare part thì mình nghĩ là nó sẽ tương đối giống nhau. Đó. Đó. Thì ở đây là mình ví dụ cái nhà máy nước giải khát thì cái cách quản lý spare part nó như thế nào, thì chúng ta sẽ chia ra theo cái từng cụm máy lớn ha, tức là từng cái máy lớn. Thì trong ví dụ một cái dây chuyền sản xuất đi, thì nó có tất tần tật những cái máy này, máy rinser là máy rửa chai, máy filler là máy chiết rồi máy mixer là máy gạt bô ha, rồi máy capper là máy đóng nắp, rồi máy labeler là máy dán nhãn, rồi máy sliver là máy phóng nhãn, rồi máy packer là máy đóng thùng carton, rồi máy multi-packer là máy quấn màng co, rồi máy warmer là máy làm ấm chai, rồi máy conveyor là băng tải chai, rồi jack quay là cái con băng tải, con thùng ha, rồi unscrambler là cái máy sấp chai, và những cái máy khác, và những cái khác ví dụ như là kẹp ống rồi khóa xích rồi vân vân, là những cái gọi là commercial spare part ha. Thì mình phải chia ra theo từng cái máy khác nhau. Trước mắt thứ nhất là mình phải chia ra, rồi trong từng cái máy khác nhau đó thì trong từng cái máy khác nhau đó nó sẽ có những cái mục gọi là cái mô tả description, rồi part number, rồi item code,
hay là cái code ha, rồi cái tên của trong kho là đặt nó cái tên gì, rồi số lượng bao nhiêu, số lượng trong kho, tức là mỗi ngày cái bên kho họ sẽ báo số lượng tồn kho về và mình phải quản lý được cái con số này nha các bạn. Mình quản lý cái dây chuyền sản xuất nào thì mình phải quản lý được cái lượng tồn kho trong mỗi ngày luôn nha các bạn ha, để mình có cái kế hoạch và chiến lược bảo trì phù hợp. Rồi vị trí nó nằm ở đâu đó, vị trí nằm ở đâu này có nghĩa là trong kho đó, thì mình sẽ nói từng một trước ha. Thì mô tả ở đây thì nó sẽ theo cái tên mô tả của nhà sản xuất máy. Ví dụ như là bên nhà sản xuất máy họ đặt cái tên gì thì mình cứ để vào đây là cái tên giống y chang cái tên của nhà sản xuất họ đưa ra. Ví dụ như Osil đi, Osil hay là Ripper, có thể là dịch sang tiếng Việt tạm thời như thế này, hay là Roller, rồi Cam, rồi bạc number đây là cũng nhà sản xuất họ đưa ra luôn, nhà sản xuất họ đưa ra ở đây nha các bạn. Đó thì nhà sản xuất họ đưa ra thì tức là trong cái catalog hay là trong cái manual của nhà sản xuất họ chỉ có cái bạc number đó, thì mình phải nhập đúng cái tên bạc number vào đây không. Ví dụ như là Ripper bộ càng kẹp chai thì nó có bạc number là Weber sẹt D31500 đó. Và cái item code này tức là cái mà bên nhà máy họ tạo, tức là cái code của bên nhà máy họ tạo, tức là ví dụ như nhà máy sản xuất nước giải khát họ mua cái máy này của bên Tế Long chẳng hạn hay là bên KHS chẳng hạn, thì cái bên KHS thì họ sẽ có cái ký hiệu là bạc number là Weber D sẹt D31500, nhưng mà khi về cái nhà máy của mình á, nhà máy sản xuất nước giải khát hay là sản xuất bia của mình á, thì mình phải tạo cho nó một cái item code khác, cái code khác để mình quản lý cái bạc đó không, chứ mình không thể lấy cái mã giống như cái của bên nhà sản xuất được, mà mình phải có cái mã riêng cho mình ha. Đó thì rồi sau đó thì cái tên tồn kho thì nó sẽ bao gồm là cái quy ước mà đặt tên tồn kho thì nó sẽ bao gồm là cái tên tên tiếng Anh của nhà sản xuất, rồi là cái bạc number của nhà sản xuất và cái nhà sản xuất đó, tức là đây là tên này, đây là bạc number, là đây là manufacturing này, Tết Long này ha, ví dụ vậy ha. Đó thì cái tên tồn kho là và cái item code nó đây đó, thì rồi sau đó thì cái số lượng trong kho, ví dụ như tồn kho tới ngày 4 tháng 5 là còn bao nhiêu cái đó, rồi vị trí nào, cái vị trí nào nó cũng sẽ rất là quan trọng nha các bạn, và cái số lượng trong kho nó cũng rất là quan trọng, tại vì mình phải quản lý được cái số lượng mỗi ngày luôn để mà mình có cái kế hoạch mua bổ sung hay là mình có cái kế hoạch bảo trì phù hợp với kế hoạch sản xuất ha. Đó. Chứ nếu mình không có được quản lý được số lượng đó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm nha các bạn. Có những trường hợp mà nó ví dụ cái Yakura đây chạy bị đứt thì vô kho không còn cộng cộng nào là coi như rất là nguy hiểm ha. Cho nên và phải quản lý được cái số lượng này trong kho hàng ngày luôn nha các bạn. Rồi cái vị trí nó nằm ở đâu đó, thì vị trí nằm ở đâu trong kho thì nó cũng rất là quan trọng, tại vì khi mà mình bảo trì á, mình khắc phục sự cố á, thì mình phải đi vô kho để mình nhận phụ tùng spare part để mình đi, giả sử như nó bị đứt cọng, nó bị gãy cái càng kẹp này đi, ví dụ vậy ha, ví dụ như gãy cái càng kẹp bộ càng kẹp chai này đi, thì mình phải đi vô trong kho, kho là kho phụ tùng thì họ sẽ chứa tất cả các cái spare part ở trong đó. Nhưng mà mình vô mình phải biết cái vị trí nào để mình lấy, thì trong kho họ sẽ đánh số theo thứ tự là cái kệ và cái giờ cái hàng, cái kệ kệ ví dụ như kệ ca kệ 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 thì họ sẽ đánh số theo chữ cái, ví dụ như cái kệ kệ cái hàng 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 ca chẳng hạn, hàng AZKL ví dụ vậy. Để mình thấy ở đây là chữ K thì mình đi vô mình tìm kiếm chữ K, sau đó thì mình kiếm cái số 1, nghĩa là từ dưới lên trên, là có thể họ đánh số, ví dụ thấp nhất họ đánh số 1 đó, họ đánh số 1 thì thấp nhất, rồi xong nó đi vô cái vị trí số 14 là mình lấy được ha. Mình lấy được cái
mình đã được cái phụ tùng này, cái bờ bạc này ha. Đó thì việc mà xác định vị trí nó nằm trong kho thì cũng rất là quan trọng, tại vì khi mình xử lý sự cố mình phải vô mình lấy rất là gấp, máy nó không thể dừng lâu. Thì khi mà xảy ra sự cố hư hỏng của máy thì chúng ta phải vô kho, chúng ta phải lấy rất là nhanh, chúng phải đi vô vòng vòng trong kho thì nó giống như một cái mê cung trong đó, chúng ta vô chúng ta không biết nó nằm ở đâu thì coi như rất là nguy hiểm nha các bạn. Ngoài kia máy nó dừng coi như là chỉ cần 1 phút thì mất 800 chai ví dụ vậy đó, thì mình phải đi rất là nhanh và lấy rất là nhanh. Đó là cái nhiệm vụ của bên bộ phận bảo trì ha. Đó thì rồi ở đây cái vị trí đó mình vừa phân tích cho các bạn thấy, vị trí nó rất là quan trọng mà chúng ta phải xác định rất là chính xác hầu hết tất cả các vị trí mà chúng ta quản lý của dây chuyền sản xuất của mình. Rồi group của bạc thì cái này có thể phụ cũng được, group của bạc thì có thể là cái chi tiết máy đó nó nằm trong cái group nào của bên catalog và của bên manual của nhà sản xuất, họ sẽ xác định rồi mình ghi vào đây luôn. Đó thì vừa rồi mình vừa đó thì mình giới thiệu cho các bạn các cái thông số mà để mình chúng qua ta quản lý cái sự bài bạc ha. Hay là ví dụ như máy filler đi, thì máy filler ví dụ vậy, cái tên của nó ví dụ như những cái ví dụ như cái những cái orin đây, ví dụ những cái orin hay là oil seal, là những cái này mà những cái gọi là thường xuyên hay bị hư nhất nha các bạn. Thì những cái orin oil seal thì có thể nó bị mòn, bị đứt, bị lão hóa, bị nứt, bị nẻ này kia, thì chúng ta cũng rất là thường xuyên để thay thế nó. Thì mình đặt cho nó một cái mô tả là ở đây là cái tên nhà sản xuất họ đã đặt rồi, thì mình chỉ copy mình bỏ vào đây. Sau đó là cái bạc number thì nhà sản xuất họ cũng đã thể hiện trong cái catalog của nhà sản xuất rồi, thì mình cứ copy mình bỏ vào đây. Sau đó thì cái item code thì mình đặt theo cái quy ước của nhà máy sản xuất, ví dụ như ở đây là cái orin thì mình đặt là tên nó là orin, bạc number nó là gì đó, bạc number nó là GB T sẹt T 34521 gạch 1992 đó. Là mình có thể thêm cái quy cách của nó ở đây cho dễ hiểu nữa, là ví dụ như là cái đường kính nó của nó là 47.5, rồi cái bề dày của nó là 2.65 đó. Rồi sau đó là tới cái bạc number, tới cái bạc number, rồi tới cái nhà xuất ra ví dụ như đây là Tết Long của Trung Quốc ví dụ vậy, rồi cái tồn kho, tồn kho, in stock thì ví dụ vào ngày 4 tháng 5 thì nó còn 6 cộng urin này, thì những cái cộng urin thì mình thấy nó ít quá nguy hiểm thì mình có phải đặt để mình mua về thêm ha. Thì việc mua thêm thì có thể là mua 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 local, mua tức là tự chế tạo sản xuất, hoặc là có thể mua theo 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 máy của nhà sản xuất đó. Tức là mình có hai hướng để mua bề mặt nha các bạn, tức là mình ví dụ như những cái mình ví dụ như những cái mình ví dụ như con cái roller này đây, mình ví dụ như con roller làm với nó một con lăn. Con lăn thì mình đánh giá nó, mình thấy nó là được sản xuất từ vật liệu nhựa là vật liệu là nhựa đó, rồi nó thiết kế nó cũng đơn giản đó. Nó chỉ là một con lăn nhựa, nó để nó của cái cụm centering belt assembly, thì mình nghĩ mình có thể mua local, thì mình ngồi mình vẽ lại cái bờ bạc này giống như thiết kế lại đó nha các bạn. Sau đó thì mình đặt gia công chế tạo trong nước để khỏi phải phụ thuộc vào cái nguồn 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 bèo bạc này mua từ Tết Long. Thứ nhất là nó lead time nó lâu, thứ hai nó là cái giá nó mắc. Thì mình phải ngồi mình xác định được là trong cái máy của mình, ví dụ như máy filler này, nó sẽ có những cái bạc nào mà mình có thể gia công chế tạo được trong nước, thì mình ngồi mình tiến hành, mình ngồi mình vẽ lại, mình thiết kế lại để mình đưa mình đi hỏi các cái nhà cung cấp trong nước họ có thể chế tạo được cái bạc đó hay không, bạc bạc đó hay không. Nếu mình chắc chắn được thì mình làm, còn nếu không được thì mình phải đi mua
trực tiếp của cái nhà sản xuất là Tế Long, ví dụ vậy ha. Đó, thì mình vừa phân tích xong là cái ưu điểm của việc mà mua tại địa phương local thì nó sẽ, thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là giá nó rẻ, thứ ba là mình có thể mình chủ động được trong cái việc xử lý sự cố bất ngờ hay như thế nào đó, là nó chủ động hơn rất là nhiều so với việc phải liên hệ với bên Trung Quốc để mua từ cái nhà xuất Tết Long. Thì thứ nhất là giá nó cao, thứ hai là nó sẽ thời gian có giao hàng của họ sẽ rất là lâu đó. Thì đó, mình tùy vào cái phòng kỹ thuật và phòng bảo trì họ đánh giá cái bạc đó nó như thế nào để mà mình quyết định mình có thể mua local hoặc là mua cái nhà xuất Tết Long, hoặc thậm chí mình có thể là mình suộc hai cái nguồn luôn, có thể là mua của local và vừa của Tết Long, hai 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 nguồn để mình đỡ trong kho luôn ha. Đó, ví dụ như số lượng tồn kho của đây là nó vào ngày 4 tháng 5 thì nó là 65 cái đó, ví dụ vậy ha. Đó rồi, thì tương tự cho các máy khác, máy mixer, máy capper, máy leveler, máy sliver, máy backer, máy multi backer, máy warmer, máy conveyor, jack quay, unscrambler và mấy cái commercial spare bạc, mấy cái bạc linh tinh lăng tăng ha. Rồi thì đó là cái cách mình quản lý cái spare bạc trong cái nhà máy sản xuất như thế nào để mà mình bảo trì bảo dưỡng cho nó tốt, nó đạt cái hiệu quả cao và nó giúp cho máy nó chạy ổn định và nó sản xuất liên tục và đem lại lợi nhuận cao cho nhà máy. Đó thì các bạn có thể áp dụng cái ví dụ này, các bạn có thể lấy cái file này về chúng ta áp dụng cho cái máy nhà cái nhà máy của chúng ta, ví dụ như nhà máy thực phẩm hay nhà máy mì ăn liền hay nhà máy bia hay tất cả nhà máy đều chúng ta có thể đều áp dụng cái cách quản lý spare parts như thế này nha các bạn. Rồi các bạn có thể tham khảo cái file này, thì muốn tham khảo file này thì chúng ta cứ nhắn tin vào Facebook cá nhân của KTV ở đây, hay là nhắn tin vào số hotline 077 492 6495 Zalo của KTV, mình sẽ gửi các cái tài liệu và bảo trì và bản vẽ về nhà máy cho các bạn ha. Rồi các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký miễn phí ở đây để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào.